mai của cháu là ngày mai của các chị. Cháu chỉ đơn giản là một cái người làm em quay trước thôi, biết trước làm trước thôi. Cháu là chị em không cùng cha mà khác mẹ của Quý Bình. À, con nhà chú, nhà bác với lại chị Ấm, chị Khả Huệ với lại anh Minh. Các chị hiểu ý không ạ? Và ông nội trên cùng, ông tổ trên cùng là thầy Phu Hao Kiên. Và ông tổ nữa đó là ông Rick với ông Trang. Đúng không ạ? Tại sao mình ngồi ở đây, mình gặp nhau ngày hôm nay ở đây các chị? Có liên quan tới cái gì không ạ? Đó, mình có cho một chủ đề để nói chuyện là em quay. Đúng không ạ? À, thì hồi nãy cháu thấy là rất là đông những anh chị em mới tham gia cái hội trại LYC lần đầu tiên lên đây, và tối nay có một cái buổi tưởng thưởng mà dành cho những anh chị từ 6-9% trở lên. Cháu cảm thấy rất là ấm áp, rất là vui. Quý Bình á, là lâu lâu mới cho cháu xuất hiện đó các anh chị nghe. Không phải muốn là được đâu. Lâu lâu mới được thăm đó, chứ bây giờ ở đâu. Nói đùa thôi. Cháu là do là ở chính ở ngoài Đà Nẵng mà. Thấy các anh chị lên đây cho dù là pin 6% cho các chị, nhưng mà đối với cháu á, cái pin mà đối với cháu mà quan trọng nhất, mà mình có cảm xúc nhiều nhất đó là 6%. Tại các chị biết tại sao không? Tại cháu tham gia em quay tới 10 tháng trời mới được 6%. Cho nên là cái pin 6%, các chị, nếu mà các chị làm được 6% thì các chị dư sức có thể làm đại minh. Các chị tin điều đó mà. Tìm hiểu đi với bạn của mình coi thì em quay là gì. Nhưng mà cháu muốn chia sẻ với các chị câu mà ngày xưa lúc mà cháu mới tham gia em quay trong 10 tháng đầu tiên, các chị không có thành tích, cũng không có bảo trợ được ai nhiều, không có hệ thống gì hết á. 10 tháng đầu tiên các chị, cháu nhìn những anh chị và những người mà họ làm thành công á, mình rất là ngưỡng mộ. Và mình cứ thầm nói là nhất định một ngày nào đó mình cũng giống như họ. Rồi cái khi mà mình hiểu mình làm thành công rồi các chị, và thậm chí là có nhiều anh chị mà ngày xưa là mình rất là ngưỡng mộ, bây giờ chắc là có thể họ hài lòng với lại cái thu nhập và cái cuộc sống của họ, cho nên là họ có thể là Emerald hoặc là Platinum trong Emway. Cho nên cháu cảm nhận một điều ở trong Emway rất là hay, đó là gì ạ? Người thành công trước chưa chắc thành công hơn. Hồi nãy ngồi ăn cơm với lại một bạn nào đó cháu ngồi bên cạnh lại có nói đó, người thành công trước chưa chắc thành công hơn. Không phải rằng là trong cái kinh doanh này ai vô trước là thành công hơn đâu các chị, hay là ai vô trước họ sẽ hơn mình đâu. Quan trọng vô sau vô trước không quan trọng, miễn là mình đều có cơ hội ngang bằng giống như mọi người. Tuyệt vời không ạ? Ở đây mình có cơ hội ngang bằng. Xin tự giới thiệu là cháu tên là Trần Thị Quỳnh Châu, người quê ở Hội An, Quảng Nam. Ở đây có ai đồng hương không? Quảng Nam, Đà Nẵng có ai đồng hương không? Hồi nãy nghe Đà Nẵng giơ tay quá chừng. Thì cháu vô Sài Gòn đi học đại học là năm 97. Sang năm là coi như tròn 20 năm đi vô đây đi học đại học rồi sinh sống. Thì học đại học xong cháu học ra trường, học bên cháu học chuyên ngành tiếng Thái bên khoa Đông Phương trường xã hội Nhân Văn á. Thì ra trường cháu làm cho một công ty của Thái Lan. Rồi ban ngày thì đi làm, buổi tối thì đi dạy thêm, rất là siêng kiếm tiền. Mê kiếm tiền lắm. Thì năm 2007 thì cháu lập gia đình, ông xã cháu là anh Hùng á, là người cũng người Hội An luôn. Hai vợ chồng cháu là bạn học cấp 3, là hàng xóm. Hồi đám cưới là đi bộ đuôi nhà này là cái đầu nhà kia á, không cần phải thuê xe. Thì cưới xong năm 2007 á, thì do là cũng vừa đi học rồi sống trong đây khoảng 10 năm các chị. Cháu thì không có bà con ở Sài Gòn. Rồi hai đứa cũng không có luôn, cho nên là khi mà sống ở Sài Gòn là một năm thì được về nhà. Hồi xưa đi học cũng vậy và đi làm rồi cũng vậy, tức là ra trường rồi đi làm thì một năm cũng được về nhà có hai lần thôi. Ở đây có anh chị nào mà có nhà ở tỉnh không, ở quê không, rồi mình sống ở Sài Gòn một năm lâu lâu mình mới về nhà thăm nhà lần không? Nhớ nhà không các chị? Rất là nhớ nhà. Trời mưa cũng nhớ nhà, đi ăn mà thấy đồ ăn không ngon cái là nhớ những cái món ăn nhà mình nấu, cho nên là lúc nào cho cũng thích về quê ở hết á. Nhưng mà hồi đó để mà kiếm công việc ở nhà thì cũng không phải là dễ kiếm, tại cho học tiếng Thái mà. Thì năm 2007 á, rất là may mắn là trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng có mở khoa tiếng Thái. Thì cháu mới nộp đơn xin về. Thì không phải giỏi, không phải hay gì đâu, mà tại hên thôi. Nghĩa là không có nhiều người biết tiếng Thái cho nên mình xin tiếng Thái được liền.
Thì Châu tính là mình sẽ về Đà Nẵng đi dạy trước. Rồi anh Hùng lúc đó là đang làm cho công ty Sài Gòn Ford, anh học ra bên ngành cơ khí ô tô. Rồi nghĩ là sẽ khi mà Châu về trước rồi từ từ anh cũng kiếm việc anh về theo. Trước khi Châu đã chuẩn bị công việc là đi về rồi các chị, thì trước khi về đâu khoảng chừng 1-2 tháng nghỉ việc á, thì một đứa bạn đại học á mới giới thiệu cho Châu, nói là có một cái ông người Thái Lan, ổng qua đây để mà ổng tìm cái đối tác để mà kinh doanh gì đó, thì ổng muốn kiếm cái người biết tiếng Thái, thì có liên hệ với tao rồi và tao muốn rủ mày đi nữa, mày quan tâm không? Thì Châu nói ừ cũng được, tại vì Châu là dân học tiếng Thái với thầy cô người Thái, rồi mình cũng biết tiếng, biết văn hóa, biết về người ta cũng khá nhiều, rồi Châu cũng làm cho công ty của Thái Lan nữa, cho nên là đối với mình á, Châu nghĩ chắc mình kiếm trước mình là người Thái chắc vậy. Các chị nhìn Châu giống người Thái không? Không. Châu mà đi Thái không ai biết mình là người Việt luôn á. Mà mấy người Thái mà về nhà Châu á, thấy ba mẹ cái đó, ủa sao mày không giống ba mẹ mày Việt á, mày giống người Thái hơn. Thì Châu có một cái niềm tin đối với người Thái, cho nên mình nghĩ rằng là nếu làm ăn với người Thái thì rất là tốt, sản phẩm của Thái thì cũng chất lượng nữa. Nên là Châu cũng tới gặp để coi thử là cái kinh doanh đó là gì. Thì lần đầu tiên mà Châu tới gặp đi với người bạn của mình, bữa đó thì bạn lại không đi mà bạn đưa chồng mình đi thay. Bạn chồng của bạn á, thì lại không biết tiếng Anh mà cũng không biết tiếng Thái, cho nên hôm đó là Châu phải là cái người phiên dịch. Và đó là lần đầu tiên Châu được gặp thầy Bí Bun, chính là cái người bảo trợ của mình các chị. Nếu mà không có người bạn đó, nếu mà không có thầy Bí Bun thì chắc chắn không thể có Châu ngày hôm nay. Và đôi khi là có thể là một số anh chị em ở trong đây còn chưa xuất hiện trong em quay, đúng không ạ? Có thể là còn chưa biết em quay, đúng không ạ? Hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn offline của mình. Thì sau khi mà Châu nghe em quay lần đầu tiên các chị, cái người chồng của bạn Châu á thì lại là không quan tâm. Châu á thì do bị phiên dịch mà, cho nên mình nghe mình hiểu. Thực ra lần đầu tiên mà nghe OPP thì các chị nghĩ là có hiểu nổi không? Không hiểu đúng không? Châu hay nói là hiểu chết liền. Nhưng mà có một cái mình rất là thích, đó là Châu được demo á các chị, được coi demo á, được coi minh họa sản phẩm á. Châu nhìn thấy cái LOC nè, cái nước rửa chén nè, hay là cái tính năng sữa tắm, vitamin C, những cái sản phẩm đó rất là tốt. Châu thì không hiểu cái kinh doanh em quay lại gì đâu, nhưng mình nghĩ sản phẩm này tốt, nếu mà sau này mà có bán cái sản phẩm này thì chắc chắn mình là người dùng. Xong rồi một cái mà Châu cũng không quên nhớ, em quên nó là cái gì, nhưng mà chỉ nhớ một cái thôi. Tức là thầy Bí Bun nói rằng là nếu mà mày chịu hợp tác với tao, nỗ lực trong vòng 3-5 năm, nếu mày là Diamond, mày muốn thức dậy mấy giờ cũng được, muốn đi ngủ mấy giờ cũng được, một tháng thu nhập thụ động của mày, có nghĩa là có cái thu nhập ổn định các chị khoảng từ 3-5 ngàn đô, một năm có 2 chuyến du lịch miễn phí cho hai vợ chồng. Hỏi các chị nè, lúc đó thầy Bí Bun hỏi Châu là mày có thích không? Châu không dám gục đầu. Ông hỏi là mày đừng có quan trọng là cái chuyện tin hay không, ông đoán được ý mình á, nhưng mà quan trọng là có thích không. Nếu mà vậy á, sau 3-5 năm làm việc mà có vậy thích không? Nói thích. Nhưng mà bây giờ thì em quay chưa có Việt Nam, lúc đó các chị 2007 là em quay chưa có khai trương, cho nên là phải chờ một thời gian đã. Rồi chừng đó thôi, xong quên đi về, không có gì liên quan tới em quay nữa hết. Thì do gia đình nhà Châu là có đứa em gái sinh năm 85, Châu sinh năm 79, em gái sinh năm 85. Thì em gái Châu á, là gia đình muốn có nó cuộc sống tốt, cho nên là kết hôn giả đi Mỹ, trả họ 30 ngàn đô, kiếm một anh chàng Mỹ luôn, không chơi Việt Kiều dễ bể lắm, cho nên là kiếm người Mỹ cho chắc ăn. Thì kiếm một anh chàng người Mỹ về làm đám cưới, là bạn của chị, con của cô ruột ở Mỹ á, về làm đám cưới. Thì cái anh chàng Ricky khi về làm đám cưới với em mình á, nhà Châu thì không có nhiều người biết tiếng Anh, cho nên là coi như là bao nhiêu anh chị em trong nhà mà biết tiếng Anh là phải lo ra tiếp thằng này, nó ở tới nửa tháng luôn. Cho nên là cứ nói chuyện, nói tới nó luôn một hồi hết chuyện để nói, không biết nói cái gì nữa hết. Cái tự nhiên có một ngày Châu nhớ sực ra là chữ em quay. Tại vì thầy Bí Bun nói với Châu là em quay viết tắt từ chữ American Way, có nghĩa là con đường Mỹ. Thì Châu có hỏi là em mày là người Mỹ, mày biết em quay không? Thì nó nói là biết. Thì nó hỏi Châu là ở Việt Nam mày có em quay không? Thì Châu nói là không có. Hỏi em quay tốt không? Nó nói tốt. Và nói là nếu mà Việt Nam mà chừng nào có mày làm đi, tại vì nó rất là tốt. Châu hỏi mày có làm không? Nó nói nó không làm. Ủa chứ sao tốt mà mày không làm? Nó nói là do ở bên Mỹ em quay lâu đời lắm rồi, mà em quay á thường đi phát triển rất là mạnh ở những cái nước châu Á.
nó đi tới đâu là cái nước đó phát triển đó, em quay nó mạnh lắm. Mình nào đó mình nghe mình không hiểu đâu các anh chị, nhưng mà các anh chị nghĩ con cái thằng này nó không làm nó suối mình làm, các anh chị nghĩ nên tin không? Người khác nói không tin chứ trời cho tin, tại vì nó khách quan, đúng không ạ? Nó nói tốt, nó khách quan. Có thể là thầy biết vui cho biết là người Thái là người tốt, nhưng mà để rủ cái gì đó kinh doanh làm ăn nhiều khi mình cũng mơ mơ hồ hồ biết đâu. Nhưng mà tự nhiên có cái thằng này nói vậy cái tự nhiên mình yên tâm. Sau đó Châu liên hệ với sếp cũ người Thái Lan rồi những cái bạn đồng nghiệp người Nhật ngày xưa mà công ty làm chung á, cho hỏi ai biết em quay không, có họ có biết em quay không, thì rất là hên cho Châu các chị, là 100% ai cũng nói là họ biết em quay và ai cũng nói là sản phẩm em quay tốt. Sếp cũ trong công ty ngày xưa Châu đi làm á còn nói là Châu mày nghỉ dạy đi mày vô lại Sài Gòn mà đi làm lại, tao hỗ trợ cho mày đi làm quay. Hỏi sao sếp hay vậy, sếp biết em quay không, sao sếp không làm? Sếp nói là do hồi đó tao mới có 20 mấy tuổi, tao mới ra trường, tao đi làm. Công việc thì tao yêu thích nữa, cổ học ngành hóa chất ra cũng rất là yêu thích công việc, làm công việc nó bận rộn. Rồi bạn bè rủ làm em quay nhưng mà công việc tăng cao ngoài không có rảnh cho nên là không có làm em quay, chỉ có dùng hàng thôi. Nhưng mà cho mấy chục năm qua bây giờ nhìn lại thì những cái người bạn mà ngày xưa giới thiệu cho chị á là rất là thành công. Và em quay ở Thái thì phát triển rất là mạnh. Và cho tới bây giờ sau 20 mấy năm thì chị cũng là người tiêu dùng sản phẩm em quay. Các chị nghĩ là Châu có may mắn không? Quá may mắn đúng không? Tại sao mà Châu không hỏi ai người Việt Nam? Tại vì Châu biết chắc là hỏi không ai biết gì luôn. Tại em quay chưa có mà, không ai biết gì về em quay hết, nên mình không có hỏi ai được, cũng chả có nói với chồng, chả nói với ba mẹ, mà chỉ có hỏi những người nước ngoài thôi. Và cuối cùng là Châu quyết định là thôi. Và sau đó Châu liên lạc lại với thầy Bí Buôn qua email, lấy thông tin này kia, cuối cùng Châu mới quyết định là thôi. Hồi trước là chán Sài Gòn rồi đi về quê lập nghiệp ở gần gia đình, nhưng mà đi dạy công việc thì mình rất là yêu thích. Nhưng mà thực ra Châu không phải là trước đây Châu ở Sài Gòn đi làm ở Đồng Nai các chị, ngày nào nó cũng đi ngang qua cái cầu Đồng Nai á. Các chị ở đây ai đi Biên Hòa không, đi ngang cầu Đồng Nai mà cách đây khoảng chừng chục năm về trước á, ngày nào nó cũng kẹt xe đó. Sáng đi làm cũng bị kẹt xe, tối đi về cũng đi kẹt xe. Cái trong nhớ là có ngày mình hỏi là ủa không lẽ ngày nào mình cũng chịu 1-2 tiếng đứng đây, rồi ngày nào mình cũng nhìn cái cảnh này cho tới 50-60 tuổi về hương. Mình là cái tính mình chung thủy lắm, lầm ở đâu làm chỗ à, đi qua chỗ khác thì nó cũng vậy. Cho nên là mình không thích cái môi trường mà mình như vậy nữa. Rồi bao lâu mới được về thăm nhà một lần, cho nên là Châu đi về quê. Nhưng mà về quê đi dạy các chị, công việc thì Châu rất là yên, Châu rất là thích dạy, nhưng mà nghĩ tới đi lui cũng không được cái cuộc sống và tự do, hay là nó có nhiều cái lắm, rất là tế nhị mà mình muốn có cuộc sống tốt hơn nữa. Và Châu suy nghĩ về cái mà cái giá trị hồi nãy mà Châu nói thích ở trong em quay các chị, thầy mới buôn chia sẻ với mình, thì Châu quyết định là lúc công ty em quay khai trương là ngày 27 tháng 2 năm 2008. Thì trước đó một tuần lễ là Châu chuyển nhà lại, tức là di chuyển lại, đi vô lại Sài Gòn ở, đi làm lại, không phải thất nghiệp, làm lại công ty cũ đó các chị, và làm em quay bán thời gian. Thì Châu vô được đúng một tuần lễ ổn định, vừa công việc vừa chỗ ở xong xuôi là công ty em quay khai trương. Mình tới đó là cái ngày đầu tiên mà ở sân vận động Phú Thọ đó các chị. Hồi đó hả, em quay khai trương đâu khoảng chừng hình như 3 ngày hay là tuần gì quên rồi. Nhưng mà người nước ngoài thì rất là đông, người Việt mình thì cho thấy là cũng khá là đông, nhưng mà người nước ngoài đông lắm, họ giống như trên toàn thế giới họ về Việt Nam để mà làm em quay á. Xong rồi hỏi họ đi bảo trợ ai, họ nói họ đi ra đi uống nước mía, bảo trợ người bán nước mía, đi ăn cơm tấm, bảo trợ người bán cơm tấm, đi mua vé số, bảo trợ người bán vé số, đi taxi, bảo trợ người taxi. Tụi nó em quay gì kỳ, ta không biết có làm được hay không, mà sao nó tùm lum tà lao á. Nhưng mà thôi không suy nghĩ gì hết, ký cái thẻ xong xuôi rồi là mua một cái sản phẩm về xài. Hồi năm 2008 các chị, sản phẩm em quay chỉ có đâu chừng 15 sản phẩm thôi, 11 à, có 11 sản phẩm mà các chị, 11 sản phẩm thôi. Chỉ có chăm sóc gia dụng, chăm sóc cá nhân, rồi một số cái Nutrilite. À cái tri là hoàn toàn không có, LX là không có đâu, à, không có gì hết. Và mua vì hồi đó hết sản phẩm cho nên mình cũng mua về, rồi mình xài thử á, cho mua về cho nhớ một tuần sau cho mới mở ra xài thử lần. Mà cái ngày mà xài thử lúc đó là anh Hùng không có ở nhà, thứ bảy anh đi làm, Châu ở nhà, Châu lau dọn nhà cửa này kia đó bình thường á. Các anh chị biết không, lúc mà cưới nhau á là Châu nói với anh Hùng á, mai mốt và sau này á, cái chuyện mà lau nhà lau cửa là chuyện của anh, em chỉ có đi chợ nấu cơm rửa chén rồi này kia thôi, còn lau nhà quét nhà là dọn chùi không phải là chuyện của em. Anh Hùng đồng ý lúc mới cưới đó. Nhưng mà cái bữa đó mà bữa đó các chị, Châu thấy cái LOC nó hay quá,
nên bắt đầu mình chùi sạch toilet rồi tấn công vô cái phòng, rồi vô phòng ngủ làm sạch một hồi có chút xíu thời gian à, mà nó sạch bông luôn. Thậm chí là cho nhớ là cho pha ra có cho mấy giọt ra cái xô nước thôi, nó dư nó nhỉ ra mấy cái trên nắp á, nó dính lại trên cái thành chai mà cho lấy cho quẹt chút xíu vậy đó, rồi mình chùi cái lavabo bằng cái mặt cái ngón tay thôi mà sạch luôn. Cái là tự nhiên mình cảm thấy mình muốn nhảy tưng lên, cái sản phẩm sao mà nó tốt quá, mà mình là mình bị dị ứng với hóa chất. Ví dụ như trong trước đây là cái da tay rất là mỏng, mỗi lần rửa chén hay giặt đồ là vài bữa là cái da tay nó cứ bung lên rồi nó khô rồi nó hết rồi nó trở lại như vậy. Cho nên là khi mình sử dụng cái đó thì mình thấy không hôi, không ngứa tay, không bị cái gì hết, thì mình cảm thấy là cái sản phẩm này nhất định nó tốt vậy, mình xài được, nhất định kinh doanh được. Và lúc đó chồng mới bắt đầu hào hứng với em quay. Hồi đó thì center các chị, bây giờ các chị có center anh Quý Bình, chị Ánh, rồi chị Khả Huệ mở ra ha. Rồi mình còn có LYC này kia, chứ hồi đó không có cái gì hết á. Hồi đó là mấy thầy người Mã Lai, người Thái là hàng tuần á bay qua Việt Nam một lần để làm center, mở center 2 buổi. Châu nhớ đâu tham gia được mấy tháng thì bạn Quý Bình xuất hiện. Và hai chị em không biết cái gì mà em quay hết trơn, đi center nhiều lúc mặc quần sọt đi luôn. Rồi vô đó có Huy mang dép lê đi. Rồi đi center xong hai đứa ra ngồi ăn hủ tiếu nói chuyện đã đời rồi đi về không hiểu gì hết trơn. Mà hai đứa bảo trợ hoài mà không ra thêm một người nào nữa hết trơn á. Tức là Châu nhớ là 10 tháng ở trong em quay các chị không bảo trợ được người mới. Và không có được 6%. Tại vì là mình đi bán á, có người người ta nể người ta cũng mua, nhưng mà mua xong hỏi xài được không, cứ người ta nói cũng được, cái mình sợ quá mình im luôn, không dám nói tiếp. Xong rồi minh họa sản phẩm thì mình cũng không có, tại vì là mình cảm thấy nó lít kích quá, đi làm rồi sách theo bộ demo này kia, xong nó lĩnh kỉnh, mình cảm thấy nói là được rồi, mình kể nghe xài sao là được rồi. Khách hàng đầu tiên của Châu các chị biết là ai không? Là chị Phi Phương á, cái chị mà bây giờ là đại minh trong hệ thống Châu. Chị Phương là bạn rất là tốt của Châu, và Châu kỹ rằng là nếu mà bán cho chị Phi Phương là chắc chắn là được. Châu nhớ là Châu xách một cái túi mà bằng vải không dệt đó các chị, bỏ trong đó sản phẩm của em quay đầy hết, xong rồi đi tới nhà chị Phương. Cái chị Phương vô nhà hỏi, ủa đi đâu đó, ghé nhà thăm chị hả, đi đâu mà xách cái giỏ gì bự vậy? Ấy nói không có gì hết, cái lấy cái giỏ đá vô trong cái chỗ bàn salon á, xong rồi ngồi nói chuyện ăn cơm mà muốn nói gì sợ luôn, không biết nói sao ấy. Cái xong hồi ăn cơm cái chị đã đợi cái đi về cái tức nó tại sao mà từ Thủ Đức chạy lên đây đi sao chết luôn mà còn không chịu nói. Thôi tuần sau quay lại của sao lúc này xin thăm chị vậy, đi đâu mà cứ bà xách cái giỏ vậy. Tôi nói Phương ngồi đây tôi coi nè, bữa nay tôi bán cái này nè. Tôi bán cái gì tôi chị coi không nè, nước rửa chén này, nước lau nhà rồi sữa tắm này kia nè, rồi bán cái gì đưa hết mọi thứ cái đây, dễ không các chị? Dễ ăn luôn, mua hết tất cả các sản phẩm. Cho nhớ rồi đó, bán đâu được 700 mấy ngàn á, mừng quá trời. Nó biết vậy tuần trước nói chứ rồi cũng không xin bây giờ. Xong rồi các chị biết không, đâu mấy ngày sau chị Phương điện cho ơi sản phẩm sao không được. Hỏi sao? Trời ơi, cái nước rửa chén á do Châu á nói chuyện là đừng có mua bình pha loãng, kiếm cái chai cũ gì đó pha ra xài đỡ mất công phải mua cái bình. Cho nên là người giúp việc người ta đổ ọc ọc ra xài hết liền, không có bọt nữa, xài có mấy ngày hết luôn mình nước rửa chén rồi. Rồi cái nước lau nhà xài cũng không được. Hỏi sao không được? Cái nước lau nhà chị cho nửa nắp vô trong cái xô nước lau nhà lau gần chết luôn, lau tới lau luôn nó không hết nhớ. Tức là mình không có hướng dẫn là pha ít nhất anh chị, mình nói rồi mà chị quên. Tức là chị cứ quen cái kiểu mà dùng cái nắp đông á rồi đổ vô cho nửa nắp luôn, nên lau nhà xong nó trơn cái là phải đi lau lại không biết bao nhiêu lần mới sạch. Chị có thích mỗi cái nước rửa chén sữa tắm thôi mà cũng cái kem đánh răng với lại sữa tắm thôi mà cũng xài rất là mau hết. Cái mình cũng sợ quá không biết giải thích sao, cái im luôn là không nói nữa. Cái rủ chị đi làm em quay thì chị nói chị đau không được chị không làm rồi thôi. 10 tháng ở trong em quay các chị đi center một tuần 2 buổi. Anh Hùng cho là cũng đi một vài buổi ban đầu, sau là anh cũng nản anh không đi nữa, tại nói em có gì đâu mà đi hoài vậy. Cái đó anh nghe bữa là anh thuộc lòng rồi, thì 600 điểm 600 đúng không, 1.029% anh còn thuộc nữa, 10.021%, có gì đâu mà đi học hoài vậy. Rồi cái minh họa sản phẩm từng nào cũng chừng đó cái, có cái nào khác nữa không? Anh nói thôi, anh không đi nữa đâu. Bán cái nước rửa chén chừng nào cho có tiền. Anh và ở trong mối ở trong công ty là bán được chiếc ô tô kiếm được 100-200 đô. Cái này bán chừng nào mới có tiền. Thôi, anh không đi rồi, em thích thì đi đi.
Từ đó là anh trong 10 tháng các chị anh chở cho tới center, anh đi uống cà phê, anh đi nhà sách, anh ngủ vờ ngủ vật ở đâu đó không biết, chờ tới hết giờ anh quay đi lại. Cứ vậy đó các chị, 10 tháng trời không có bảo trợ được ai mà hào hứng và đi theo mình mà nói với mình là tôi sẽ là đại minh của chị, nghe cho nó đã cái cũng có đâu, là lừa mình cũng được cũng có. Thì cho nhớ là tháng 3 cho tới tháng 8 là khoảng chừng 3, 4, 5, 6, 7, 8, tức là khoảng chừng 6 tháng sau khi mà Châu tham gia em quay á, là Châu thấy là càng nghe càng thích. Mỗi lần nghe người thành công chia sẻ càng nghe càng thích. Nhưng mà kiểu gì mình làm em quay thì chắc là mình sẽ là Diamond thôi. Nhưng mà Diamond á thì phải 6 nhánh. Mà bây giờ người ở trong Sài Gòn, người quen biết, bạn bè, đồng nghiệp nó hết rồi, không có ai tham gia hết trơn. Cho nên là thôi bây giờ thì về quê. Và Châu quyết định là đi về Đà Nẵng. Ngày xưa sếp nói là ủng hộ mình làm em quay đúng không? Cái Châu nói sếp mỗi tháng cho em nghỉ ngày để em đi xe về Đà Nẵng, ngồi xe đò các chị đi về Đà Nẵng, rồi bảo trợ làm em quay. Ví dụ chiều thứ sáu đi về thì sáng gần trưa thứ bảy tới nhà, thì tới nhà là mình có buổi chiều thứ bảy, tối thứ bảy, sáng chủ nhật làm em quay, rồi chiều chủ nhật á lại leo lên xe đò vô lại. Từ Đà Nẵng Sài Gòn các chị biết bao nhiêu cây số không? Ngàn cây đó. Mà cách đây chừng 8 năm về trước các chị là cái đường nó xấu vậy lắm, đường quốc lộ đó làm chưa có xong đâu. Mà mỗi lần mà tới mùa mưa, mùa lụt mà nó hư đường, hư xá cái nữa là có lúc đi là 10, 24 tiếng đồng hồ mới tới nhà. Chưa kể băng xe dọc đường rồi này kia nữa, mất thời gian vô cùng. Nhưng mà mình cứ đi vậy đó. Châu đi về thứ sáu là thứ bảy tới nhà, cái hẹn người trước để mà chia sẻ, rồi cái là chủ nhật đi vô lại. Nhưng mà suốt từ tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tức là 9 tháng liền các chị, không có một bộ hồ sơ nào ký luôn. Tức là tháng nào cũng đi nha, nhưng mà không có người nào ký hồ sơ, để ký cũng được đi, không có. Châu về thực ra Châu chỉ chú tâm bảo trợ hai người thôi, một là em gái ruột, con bé mà làm giấy tờ đi Mỹ đó, với một người nữa là một người bạn thân của anh Hùng. Tại sao Châu bảo trợ người này? Tại vì anh Hùng anh rất là thương cái anh bạn này. Châu lục cái cuốn nhật ký mà của anh Hùng hồi thời sinh viên á, viết á, thì toàn là suốt ngày nói về cái ông này không à. Mình nghĩ nếu mà không bồi với mình chắc mình nghĩ ông này chắc sao rồi đó. Sao mà nói toàn là về bạn trai không, ví dụ như có thích con nào rồi kia đi còn đỡ ha. Suốt ngày cứ nói về cái ông kia thôi. Nên mình biết rằng là chồng mình rất là thương cái người bạn này, cho nên là Châu muốn chia sẻ cho anh đó cơ hội kinh doanh, tại vì ảnh cuộc sống của ảnh rất là khó khăn. Mỗi lần mà Châu về các chị đều là hẹn trước rồi. Có lúc thì Châu nhờ anh Hùng hẹn, có lúc thì Châu tự điện thoại hẹn. Chỉ có một tối thứ bảy để ở nhà để gặp thôi. Nhưng mà các chị biết không, tháng đầu tiên về anh không lên. Anh nói bữa nay đi làm về trễ. Cái tháng sau, tức là trễ là thôi rồi không được gặp đúng không? Cái tháng sau cái vợ bệnh, cái tháng tới nữa cái con đau, cái tháng tới nữa cái bữa nay trời mưa, cái tháng tới nữa cái bữa nay về nhậu về trễ quá. Tức là mỗi tháng ảnh có một cái lý do là mình mất một tháng, tại vì tháng sau mình mới quay về lại. Cứ vậy đó các chị, 10 tháng ở trong quay là về Đà Nẵng là không bảo trợ được người. Rồi cho nói ở trong Sài Gòn này, cũng 10 tháng là từ tháng 3 cho tới tháng 12 không còn trăm. Và giới thiệu cho ai cũng không có. Có tháng 12 các chị, thầy Phu Hong Kim đó, hôm qua cho nghe nói thầy Phu Hong Kim là Grand Ambassador của ba nước. Mình nghe nói trời ơi, mình làm 6% không lên nổi, mà cái người này sao làm kinh khủng vậy, Grand Ambassador của ba nước. Thì lần đầu tiên mà Châu đi nghe cái hội nghị của thầy Phu các chị, hai ngày Châu đổ anh Hùng đi. Anh Hùng đi tới đó ngồi ngủ lên ngủ xuống, mà Châu thì hào hứng quá chừng. Cái ngày thứ nhất, thứ bảy và ngày chủ nhật, hai ngày đào tạo xong là mình là lửa phừng phừng luôn, cảm giác giống như hồi nãy mà bao nhiêu ngọn lửa mà các chị cầm là coi như đốt đít mình á, cảm giác chịu không nổi. Mà sau cái buổi chiều đó là hai vợ chồng Châu lại đi đám cưới một đứa bạn ở bên chợ Tân Bình á, gần Tân Bình. Thì Châu mới hỏi là anh, bây giờ anh thấy sao, anh tin em quay chưa, nhất định em sẽ là Diamond, anh tin chưa? Anh nói chưa. Châu nói thiệt với các anh chị, cái cảm giác của mình là giống như đang ở trên trời rất là bẹt xuống đất. Tại vì mình nghĩ là cái em quay nó hay vậy, mình thì hiểu vậy, mỗi ngày mình đi center đó, cho dù ảnh không có vô, nhưng mà trên đường về là Châu kể cho ảnh nghe là hôm nay cái người thành công người ta nói cái gì, người ta kể cái gì, thì mình đều kể cho ảnh nghe hết mà không xin nhê. Rồi bữa nay nghe tới Grand Ambassador của ba nước mà ảnh cũng không có xin nhê luôn. Mình không nói ảnh được thì làm sao mình đi nói được cho ai nghe, các chị có nghĩ vậy không? Nhưng mà rất là may cho Châu, ngày hôm đó thầy mới buồn,
Ngày hôm đó không có ở đó nhưng mà gửi qua anh Châu apply của Quý Bình, tặng cho Châu một cuốn sách mà hồi nãy Châu nhìn thấy em Tú được cầm. Đó là cái cuốn Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công. Và các chị biết không, cái cuốn sách đó Châu về Châu đọc liền một mạch trong một ngày thôi. Và sau khi đọc cuốn sách đó, Châu cảm thấy rằng là nhất định mình sẽ là lại mình. Mình tin mình có thể làm được, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình nhất định có thể làm được. Đi chia sẻ đi đó, cũng không tin. Trong tháng đó các chị, Châu nghĩ là quái. Được học một cái buổi PTC nữa, được học một buổi PTC mà thầy Ken Uyon các chị, ổng kể rằng là câu chuyện một con cá. Tức là có một người bắt cá, bắt xong thấy con cá to vứt, câu lại con cá khác, câu con cá to cũng vứt luôn, cuối cùng câu được con cá nhỏ xíu vậy nè thì lấy đem về. Các chị có ngạc nhiên không, tại sao mà con cá nhỏ thì lại lấy? Tại vì hỏi là tại sao thì ông móc cái chảo ra, cái chảo nhỏ xíu mà chị vừa với con cá bằng cái lòng bàn tay thôi. Nếu như mình câu cá to mà cái chảo mình nhỏ, mình làm gì các chị? Mình cắt nó ra đúng không? Mà cắt làm đôi mà to nữa thì sao? Châu làm hoài không được 21%. Mỗi lần Châu đi bảo trợ bạn của mình á, bạn mình không có nói Châu nặng nề gì hết, không nói Châu lừa đảo hay gì đâu. Nhưng mà bạn nói gì nè: Châu ơi, vậy là mỗi tháng phải được 6% mà, làm được đâu. Mày làm mấy tháng rồi, bữa nay mày nhiêu phần trăm rồi? Hỏi câu khó trả lời không các chị? 0% mà. Cứ làm cho mình suy nghĩ, cũng khó thiệt mà. Nhưng mà tháng nào á, mình cũng có thể làm được là 200-300 PB, 100, 200, 300. Có lần nó lên 500 mà cũng lên được 600. Mình mới suy nghĩ là cái này người ta nói là kinh doanh cấp số nhân. Ví dụ như bây giờ mỗi tháng mình 100 PB thôi, mình rủ một người làm giống mình, qua tháng thứ hai mình chạy cái người đó làm giống y chang mình, có nghĩa là 100 PB và rủ một người. Và những người trong hệ thống mình cứ dạy họ tháng đó 100 PB và tháng sau rủ một người. Tháng 1 một mình 0%. Tháng 2 hai người 200 điểm 0%. Tháng 3 hai người, mỗi người rủ hai người là 4 người. Mỗi người rủ một người là thành 4 người, lại 0%, 400 PB 0%. Tháng 4 4 người là 400 PB, mỗi người rủ thêm người là 8 người là 800 PB, là 6%. Và các chị về thử coi, nhân lên dạy cho tính ra tiền luôn, trả lại cho người dưới bao nhiêu, còn lại phần mình bao nhiêu, cho tính tới tháng thứ 8 là 21%. Tính tới tháng thứ 19 là lên đài mình. Ghê không? Tính ra tiền luôn. Và khi mà tính ra tiền như vậy, Châu cảm thấy là trời ơi, sao nó hay quá vậy, sao nó khả thi quá vậy, vậy cũng có thể làm được. Thôi, nếu mà 19 tháng mà đài mình làm không được, 29 tháng làm không? Nếu mà các chị tính vậy ra 19 tháng mà lên đăng minh mà thôi, bây giờ nó 19 tháng nhanh quá, bây giờ 29 tháng các chị làm không? Mà nếu mà đăng minh 39 tháng có làm không? Châu nói hả? 99 tháng cũng làm. Hồi mới làm em thuê các chị nghĩ thôi, đăng minh 6 nhánh, thôi 2 năm kiếm được người. Châu tệ nhất á, 2 năm kiếm một người, 12 năm lên đăng minh. Nghĩa là lúc đó mình 28 tuổi, 12 năm là 40 tuổi, mình là diamond, thu nhập tháng 3-5 ngàn đô. Ví dụ như theo thầy mình nói đó, 3-5 ngàn đô một năm, có 2 chuyến du lịch đi nước ngoài miễn phí cho hai vợ chồng. Thích thì làm, không làm thì thôi. Rồi các chị nghĩ mà 40 tuổi mà về hưu sớm vậy thì có quá đã không? Cho nên mình nghĩ là thôi, vậy là được rồi, mỗi 2 năm người. Nhưng mà tới hồi mà tính ra cái đó mà thấy nó ghi có 19 tháng, các chị nghĩ 3 năm thôi, 3 năm thôi, nhất định mình sẽ là đại mình. Rồi, tháng 1 nhào ra làm, tháng 12 hiểu em quay, hiểu kế hoạch kinh doanh. Tháng 1 nhào ra làm, 6%. Tháng 2, đi cái LRC giống như ngày hôm nay các chị đi đây. Mà các chị biết Châu phải đi đâu, đi bên Thái. Đi qua bên Thái dựng LRC, nghe người thành công chia sẻ giống như vậy thôi. Rồi những cái trò chơi, rồi này kia. Nhưng mà ở trong cái môi trường em quay mình thấy vui. Tại vì các chị biết không, nếu mà các chị đi làm á, các chị mà đi du lịch với đồng nghiệp á, các chị có thấy là thỉnh thoảng ngồi kể lể chuyện gia đình, kể lể chuyện chồng con, rồi thậm chí có người còn nói xấu mẹ chồng nữa. Nhưng mà cho thấy là trong môi trường này không ai nói xấu ai đó, ai cũng vui vẻ, ai cũng lạc quan, ai cũng tích cực, ai cũng nói là tôi là diamond, tôi là diamond, chả biết diamond là gì nhưng mà ai cũng muốn tôi là diamond. Tự nhiên mình cảm thấy cái môi trường nó tích cực và mình nói nhất định mình phải làm cái này, nhất định mình sẽ là cái người tạo ra cái môi trường, cái cộng đồng, những cái người tích cực như thế này ở Việt Nam. Và ở Thái Lan lúc đó là Châu 6% các chị. Châu quyết định là về nhà mình sẽ làm em quay toàn thời gian. Nhưng mà về thì chưa có làm được đâu, phải còn đi làm nữa, mà làm hai công việc, vừa đi làm công ty rồi buổi tối lại đi làm em quay.
tháng 3 9%, tháng 4 12%, tháng 5 15%, tháng 6 18% và tháng 7 là 21% của năm 2009 đó luôn các chị. Thì 2009 21%, tháng 7 thì liên tục 6 tháng 21%, là tới tháng 12 năm 2007 là 2007. Cái bản ước mơ các chị, sau khi Chelsea LLC về á, tức là trong đó có một người nói với Châu về cái bản ước mơ, nên mình làm ra cái bản ước mơ nhà cửa xe cộ, rồi đặt cái mục tiêu của mình khi nào làm Platinum Emerald Diamond. Châu đặt mục tiêu là 3 năm Platinum Diamond. Thì đó, cứ vậy đó các chị. Khi mà có mục tiêu rồi, có ước mơ đó, nhưng mà mình đi làm cái gì? Nè, cái này có cái đèn phải không em? Các chị biết không, hồi đó là đi center nè, ngồi học. Cái chị này là hồi đó là siêu sao của center, chỉ là 12% các chị, chỉ dạy cho cả đám ngồi học minh họa vitamin C. Anh Quý Bình ngồi đây nè, Quý Bình đây nè, cái lưng Quý Bình nè, bạn Hiền Trang nè, rồi đây là một cái chú mà cũng trong hệ thống Quý Bình hay sao đó. Rồi bây giờ bỏ mất tiêu rồi. Anh Hùng lúc đó khi mà Châu đi Thái về là anh Hùng hứa với Châu là sẽ đi tìm hiểu làm em quay. Và tụi Châu ngồi đây học, các chị thấy không? Bây giờ ha, chị này chỉ bỏ lâu lắc rồi, chỉ bỏ từ đời nào, cái chị này nè, hồi đó là siêu sao của center đó, chị bỏ em quay từ hồi nào không biết luôn, giờ không gặp chị nữa. Nhưng mà kiên trì đúng không ạ? Anh Bình là Emerald, Châu với anh Hùng là Founder Diamond, bạn Trang bây giờ là có hệ thống của Bình ở Tiền Giang là nằm trong hệ thống bạn này nè. Các chị có thấy làm em quay giống như các bạn, các anh chị làm bây giờ không ạ? Những người quen của mình tiếp cận mình có phải bằng cách này không? À, rồi đi về Đà Nẵng là Châu chỉ có mấy người, cái này là em họ con của cô ruột, rồi anh này, anh đồng chí em này dắt cái anh này đồng nghiệp tới, rồi những cái bạn này là sinh viên hồi mà Châu dạy đại học á, là tới giới thiệu cho mấy bạn về em quay, cứ vậy thôi, đi làm những cái công việc rất là bình thường, về nhà Châu không có đủ bàn ghế thì ngồi dưới đất nói chuyện. Có giống mình đang đi làm em quay không các anh chị? Công việc mình nghĩ thì tự to lắm, nhưng mà làm những cái việc đó rất là bình thường, nhỏ thôi. Cho nên ai mới có thể làm được, đúng không ạ? Ai cũng có thể làm được. Nếu mà công việc này mà chỉ có những người giỏi, những người mà hoặc là phải có điều kiện rất là tốt thì mới làm được, thì làm sao mà có thể sao chép được? Làm sao mà gọi là cơ hội cho mọi người, đúng không các chị? À, đây, cứ vậy thôi, đi chia sẻ làm. Rồi Châu về nhà Châu ở Hội An đó, tức là Châu đi về liên tục mà từ tháng 2, từ tháng 8 năm trước mà cho tới tháng 4, cuối đầu tháng 5 năm sau thì Châu mới bảo trợ được một người. Rồi sau đó 2 tháng sau Châu tổ chức đi LYC một lần nữa các chị. Ngày hôm nay có ai đi LYC một mình không ạ? Có các chị. Các chị biết lần thứ 2 Châu đi LYC với bao nhiêu người không? Lần đầu tiên đi một mình hào hứng quá. Lần thứ 2 đi 13 người. Và tháng đó về lên 21%. Tức là cái tháng, nhưng mà các chị có nhớ là hồi đó, thời đó sản phẩm chỉ có 11-15 sản phẩm thôi, đúng không ạ? Bây giờ mình có nhiều sản phẩm không? Tháng này mình có EOX, bây giờ mình có Happy Meal nữa, đúng không ạ? Happy Drink nữa, Happy Meal nữa, đúng không? Cho nên là chắc chắn là mình có thể làm nhanh hơn. Đây, công việc mình làm vậy đó. Rồi hồi đó có center ở bên Nguyễn Văn Cừ nè, tụi Châu làm chung với Khả Huệ, Bình đồ này kia đó, mọi người làm chung với nhau. Anh Hùng hồi đó vẫn còn đi làm. Châu lên tới 21% mới nghỉ việc làm em quay còn thời gian. Tức là lúc đó thu nhập từ em quay nó hơn lương của Châu các chị. À, và sau khi mà lên tới Emerald thì anh Hùng mới nghỉ việc để làm cùng. À, cho nên là lên Emerald năm 2010, 2011 là Founder Emerald và 2012 là Diamond. 2012 lên Diamond là coi như là làm nhà, mua xe, đi chơi. Hồi xưa lúc mà đi làm á, trong cái quá trình đi làm mình cũng gặp cái lời từ chối chứ đâu phải ngày nào cũng đồng tình thôi. Nhưng mà lúc nào tụi Châu cũng nói cái gì các chị biết không? Mai mốt lên đây mình làm gì? Cứ đi gặp bảo trợ vô thì làm, chia sẻ sản phẩm, chia sẻ cầu kinh doanh. Nhưng mà ra khỏi cái chỗ của người ta đó là hỏi mai mốt lên đây mình làm gì? Mình tưởng tượng về cuộc sống nếu mình thành công mình sẽ làm gì? Vẽ cái bản ước mơ trong nhà các chị, ai cũng nói mình điên hết, nhưng mà chỉ mình biết rằng mình tin rằng nó nhất định sẽ là sự thật. À, từ từ, từ từ cái hệ thống đông lên. Cho nhớ cuối năm 2011 công ty em quay gọi cho Châu và nói Châu ơi, bây giờ hệ thống của em là trên 10.000 người rồi. Thì cho tới bây giờ thì Châu cũng biết, tại vì các chị biết ở em quay là nếu các chị làm Platinum thì các chị có một cái hệ thống riêng mà các chị, Châu không có nhìn thấy cái hệ thống Platinum của các chị nữa, đúng không ạ? À,
và hệ thống càng ngày càng đông. Ngày xưa các chị Châu cũng giống các chị mà đi LIC lần đầu tiên, Châu ngồi phía dưới và Châu nhìn lên trên những người thành công. Và khi mà mình chưa tin, các chị nói nó rất là khó tin, mình cảm thấy là em quay tốt nhưng mà liệu có phải là mình không? Em quay tốt nhưng mà liệu mình có làm được hay không? Nhưng mà khi các chị ở trong em quay đủ nhiều đủ lâu, các chị nghe nhiều người chia sẻ đó, các chị em thấy ô người đó làm được, người kia cũng làm được, người này người nọ làm được thì nhất định cũng có thể mình làm được. Và mình có cái niềm tin nó nhiều lên các chị. Và Châu nói rằng là nếu mà mình là diamond là 6 nhánh đúng không ạ? 6 nhánh platinum. Như vậy hệ thống mình ít nhất phải có 1.000 người. Nếu mà 1.000 người mà mình dẫn dắt một đội nhóm 1.000 người, mình phải biết làm cái gì? Châu nói vậy thì mình phải biết làm center, mình phải biết làm hội trại, mình phải biết làm. Cho nên là bây giờ các chị thấy hoạt đội nhóm của mình, anh Quý Bình, chị Khảo Huệ, rồi chị Ánh, rất là nhiều anh chị lãnh đạo ở đây có kinh nghiệm, có kiến thức. Mình muốn thành công các chị không chỉ là cái người tham dự không, mà mình còn phải là người tham gia vào những cái hoạt động của ban tổ chức. Lần sau xung phong các chị, lần sau xung phong dẫn dắt trò chơi nè, xung phong làm MC nè, xung phong làm ban tổ chức nè, các chị làm việc. Bởi vì sao? Một ngày nào đó khi các chị có hệ thống, các chị sẽ biết làm. Khi mà Châu suy nghĩ cái chuyện mình là diamond trước đây không dám nghĩ, nhưng mà khi nghĩ các chị, nghĩ một ngày nào đó hệ thống mình tối nào cũng có center khắp cả nước. Một ngày nào đó hệ thống mình là mấy cái LIC cùng chạy. Và Châu nghĩ một ngày nào đó, ví dụ cái resort, cái khách sạn chỗ này là LIC nhóm này, nhưng mà cái bên cạnh cũng là một cái LIC nữa, và mình sẽ chạy từ chỗ này qua chỗ kia, mình cùng làm việc, cùng chia sẻ. Các chị có nghĩ vậy không? Phải nghĩ vậy các chị, nghĩ trước đi, cái nó hào hứng của nó làm cho mình có thể làm việc, mình làm việc được. Đây là cái LIC ở Hội An các chị, đây nè, bản ước mơ cuối cùng rồi thành sự thật. Tới ngày mình lên diamond, diamond đầu tiên của Việt Nam là cô Đoàn Tố Châm, bây giờ là EDC Đoàn Tố Châm. Đoàn Tố Châm sinh năm 80, nhỏ hơn Châu 1 tuổi mà rất là giỏi, là chủ của một công ty về quảng cáo. Và Đoàn Tố Châm lên diamond, tổ chức, công ty tổ chức tưởng thưởng ở nhà hát Hòa Bình. Châu đi coi các chị, Châu đi nghe, Châu rất là hào hứng. Khi mà hồi xưa, bây giờ là không có nữa rồi, nhưng hồi trước các chị, mỗi diamond mà được tưởng thưởng là công ty quay lại video clip và bán ra cho nhà phân phối mình mua về mình coi. Thì khi mà cái đĩa của Đoàn Tố Châm ra, cái Châu mua liền. Và Châu chạy về nhà từ Sài Gòn mà đi về Đà Nẵng. Châu cho tới khi lên tới Founder Emerald thì mới bắt đầu đi máy bay các chị, chứ hồi đó là toàn đi xe đò không à. Thì Châu đi về nhà là Châu nói mát, nhớ là về tới nhà khoảng 10 giờ rưỡi đi học mát. Nó lại đây con mở nó coi này nè, nói gì? Diamond đầu tiên của Việt Nam này, con nhỏ này nó nhỏ con tuổi đó, mà nó làm diamond trước rồi, mai mốt con cũng giống nó. Má ngồi má coi nè, má cho nó thôi đi ngủ đi con, khùng quá. Không ai tin hết các chị. Châu, cả nhà Châu ai cũng biết Châu làm em quay rồi. Cô chú bác gì cũng biết mình làm em quay. Có một ông bác ruột đó, ông nói vậy nè, mỗi lần ông thấy Châu về ông nói đó con heo quay gì đó. Em quay, ông cho mình làm thằng heo quay luôn. Mỗi lần ông thấy mình nói vậy. Khi mà các anh chị đang không có nỗ lực, không có suy nghĩ gì thì các chị thấy bình thường. Và nếu mà các anh chị đang nỗ lực và mình rất là nhạy cảm, đúng không? Những cái lời đó nó làm cho mình cảm thấy mình chịu không nổi. Và đám dỗ mà Châu đi về thăm này kia đó, mọi người ai cũng chọc mình rồi nói mình là không biết là họ chọc thiệt hay là dở, không biết cố tình mỉa mai hay là sao mình không biết. Nhưng mà đối với mình rất là nhạy cảm, cho nên mình đều nghĩ là họ đang cười nhạo mình và mình nhất định phải thành công. Ai cũng nói là sao nói làm em quay giàu lắm, có xe hơi đi mà sao đi xe máy chi cho nắng vậy, sao mua đi xe hơi đi cho mát. Ví dụ nói vậy, các chị nghe đi không? Nó nhất định mình phải mua xe hơi cho bằng được, nhất định mình phải làm nhà cho bằng được, nhất định mình phải đi du lịch vòng quanh thế giới cho bằng được. Tới ngày mình lên diamond, hồi nãy các chị coi cái đoạn video clip đó, không biết các chị có nhìn thấy rõ không? Những người ngồi xung quanh đó toàn là người thân của Châu không á, là cô ruột, là bác ruột, là chú ruột. Tới bây giờ họ chưa làm quay với Châu nha. Nhưng mà các chị biết không, trong khi mà hồi đó thì Châu không để ý, nhưng mà sau này á, khi mà về coi lại á, mình nhìn thấy cái ánh mắt của họ nhìn mình á, yêu thương, vui vẻ. Bây giờ đó, mấy cô Châu mà bán trong chợ mà ai vô mà nói chuyện mà cái gì mà nghe chữ em quay á, cái cổ nói là biết Châu Hùng không? Cháu của tôi. À, ai mà tới rủ làm em quay cái là không làm. Châu rủ còn chưa làm mà. Mẹ ai tới rủ cái biết Châu Hùng không? Cháu tôi.
cho một tôi đó, mà không làm. Đúng không ạ? Cho nên là chỉ cần mình tin thôi, mình nỗ lực thôi, thì người được là mình. Đúng không ạ? Thành công của mình các chị không chỉ là một mình, còn đội nhóm của mình. Và Châu nói rằng là những cái anh chị mà đối tác này mình làm em quay, mình sẽ đồng hành với nhau suốt đời luôn. Các chị tin điều đó không? Châu thì chưa có con, nhưng mà các chị nghĩ đi, nếu mà con của anh Cương, con của anh Thương mai mốt lớn lên á, có phải lại chơi với nhau không? Rồi mai mốt ví dụ hai ông già rồi thì để lại thừa kế cho con cái nó đi du lịch nữa, đúng không các chị? Cho nên là cái kinh doanh này mình là đối tác, mình làm việc với nhau lâu dài cả đời. Cho nên là phải thành thật với nhau, phải sống thật thà với nhau, phải yêu thương nhau thì mới cùng làm đồng hành với nhau được, đúng không ạ? Nên Châu cảm thấy cái kinh doanh này các chị, ngoài cái chuyện mình kiếm tiền ra, nó còn là cái môi trường sống rất là tuyệt vời. Rồi đi du lịch với em quay, lần đầu tiên Châu đi du lịch với em quay là năm 2010, là 2009 á, các chị có nhớ cho kể 2009 là tháng 7 Châu được 21%. Như vậy thì cuối năm tài chính của 2009 năm đó là những cái người mà đi du lịch là họ đi lần đầu tiên á, được khoảng 70 mấy 80 người, các chị đi Quảng Châu Trung Quốc là Châu chưa được tính điểm du lịch luôn. Nhưng mà cái năm sau là 2010, có nghĩa là Châu bắt đầu được đi du lịch. Thì lúc đó Châu đi du lịch không phải là Founder Platinum mà là Emerald. Và cái điểm du lịch đó người ta yêu cầu là lần đầu tiên đi du lịch thì 8.000 điểm, nhưng mà lần đầu tiên vợ chồng Châu đi du lịch là 25.000 điểm. Cái hồi đó các chị nó chưa có tiền thưởng danh hiệu một lần này kia đó, cho nên nó trả tiền vào cái điểm thưởng du lịch. Thì nếu mà các chị mà 8.000 điểm đi du lịch thì trừ 4.000 ra, còn 4.000 là nhân cho 6.000 đồng, thì các chị sẽ vừa đi du lịch mà vừa có 24 triệu đồng. Nhưng mà Châu 25.000 điểm đúng không? Trừ 4.000 ra là còn 21.000. 21.000 nhân cho 6.000 đồng là 100 mấy chục triệu. Có nghĩa là mình vừa đi du lịch mà vừa có tới 120-130 triệu gì đó. Là cái tiền du lịch trả cho mình. Lần thứ hai Châu đi du lịch là năm 2011, là đi cái du thuyền đó các chị, đi cái du thuyền hồi nãy á. Thì các chị biết không, lần đầu tiên đi du lịch là 25.000 đúng không? Lần thứ hai đi du lịch là 36.000. Cho nên là cái điểm du lịch và cái điểm gia tăng năm trước năm sau là họ lấy 36, họ trừ 25 ra, như vậy còn dư là 11.000 điểm nhân cho 6.000 đồng thì lại có 66 triệu. Và cho tới bây giờ thì Châu cũng không biết điểm du lịch nó bao nhiêu nữa rồi. Tại vì nếu mà tính cái lần đầu tiên mà Châu đi du lịch thì cái điểm đi tới giờ nó chưa có hết. Không có phải ba đầu sáu tay đúng không? Mắt thì còn tới 4 con mắt nữa. Nhìn cái tướng có phải chậm chạp hơn các anh chị không? Nhưng mà Châu làm được, các anh chị có thể làm được không? Năm nay Alaska nhất định các anh chị làm được. Nếu các anh chị muốn, nếu các anh chị quyết tâm tìm cách, nhất định các anh chị làm được. Tin không ạ? Phải nghĩ vậy nè, du lịch mà IELTS là chuyện nhỏ, nhất định một năm mình phải lấy 2 chuyến, đúng không ạ? Một năm phải lấy 2 chuyến nha các chị, nhất định phải lấy cho bằng được một năm 2 chuyến du lịch, đúng không ạ? Và cho hay nói vậy nè, em quay á giống như cái game các chị, game show á, game mà chơi game các chị có cảm thấy là rất là máu không? Mình chinh phục cái level 1, mình muốn chinh phục level 2 không, đúng không ạ? Và càng cao mình càng thích, càng cái độ khó bao nhiêu là càng thích chinh phục bấy nhiêu, đúng không? Nhưng mà các chị có chơi game thì nó cũng chỉ là game thôi, các chị phải tốn tiền. Nếu mà các chị giỏi game tới mức mà có thể săn được, chị Châu biết đâu, Châu chưa từng chơi game, mà các chị săn được vũ khí này kia đó, các chị bán được mấy cái vũ khí đó, các chị có được chút ít tiền, đúng không ạ? Và các chị cảm thấy rất là giỏi, rất là hay khi mà mình chinh phục được những cái khó. Nhưng mà Châu nghĩ rằng là em quay cái chị giống như một cái game thực tế ngoài đời á. Hết silver tới gold, hết gold tới platinum, founder platinum, emerald, diamond, rồi EDC. Nếu mà giống như Châu đi, ví dụ các chị lên diamond, các chị nghỉ đi chơi bự dài năm đã, rồi quay lại làm tiếp, đúng không? Chứ nó không phải là đỉnh để cho mình hết có cái cửa để mình chinh phục. Châu cảm thấy luôn luôn có cái hy vọng phía trước các chị. Đời này Châu nói là Châu mê nhất là ăn ngủ chơi. Các chị có mê giống Châu không? Ăn ngủ chơi. Mà nếu làm á, mà có mê làm á, chỉ có mê làm em quay thôi. Vui không các chị? Bữa nay ở KOC là mình đi làm á các chị, nhưng mà có phải là chơi không ạ? Đúng không? Cho nên là rất là hay đi du lịch với em quay.
quay chuẩn bị còn 3 ngày nữa là đi qua Hồng Kông, đi Đài Loan, rồi tháng 1 là đi Dubai, rồi lại chờ năm sau lại cùng đi với các chị đi Alaska, rồi lại đi Praha, châu Âu, mà đi châu Âu là nhất định phải ở thêm tháng nữa để đi những cái chỗ khác nữa. Châu mà mỗi lần đi xa là phải ở lại thêm đi chơi tiếp, là các chị nhất định phải vậy. 2018 tại mình các chị 2019 đi Mỹ là phải một tháng đi từ bờ Tây nước Mỹ sang bờ Đông nước Mỹ rồi về. Ai cho ai đi cùng à? Nhất định các chị ha, mình có thể cùng nhau làm được. Đây là đi Paris, đi Úc qua cái chuyến mà Diamond các chị lần đầu tiên là đi Úc. Đi Úc với em quay thì một tuần thôi, mà Châu đi trước 10 ngày đi chơi cho đã. Chơi đã 10 ngày xong rồi mới đi qua khách sạn. Những người bà con ở Úc á, thấy Châu qua, tưởng là chị phải tốn tiền để trả tiền cho mình qua. Cái họ hỏi mình là qua đây làm gì, mình nói qua đi chơi. Xong rồi hỏi là chị, Châu nói là mai mốt còn đi tour du lịch nữa, cái rồi mai mốt ở đâu. Cái Châu nói tên cái khách sạn mà em quay chỉ cho mình tới đó ở đó. Mọi người nói, trời ơi, ghê vậy, ở đó luôn hả? Em quay mà. Xong rồi bà chị nói, trời ơi, chị không ngờ là tụi em có thể qua được đây á. Tại vì chị là cái người mà vượt biên với dì từ nhỏ kiếm tiền gửi về cho ba mẹ nuôi tất cả các anh em trong nhà ăn học. Và chị là cái người về nhà thăm anh bằng em bà con thôi. Chưa có ai từ Việt Nam qua thăm chị hết. Mà tụi Châu được qua thăm. Hồi đó, chị hỏi tụi em sao hay vậy, làm gì mà qua được đây? Tụi em làm em quay, và tụi em cũng không ngờ tụi em qua được đây. Cái mỗi lần mà sung sướng các chị hay đùa bắt chước mấy ông mà người nước ngoài mà thành công á. Nè, bán nước rửa chén nè, bán kem đánh răng nè, đi chơi vậy á. Bán không? Bán không các chị? À, đó, rồi đi Nhật nè, ba của Châu nè. Cái anh bạn mà, và hai vợ chồng anh bạn mà hồi nãy kể mà mất 10 tháng trời đó, anh mới chịu tới ngay, anh nghe anh làm đó. Rồi đây là em gái ruột của Châu nè. Tức là sau cái chuyến đi LYC lần mà có 13 người đó, là trong đó có em của mình đi, thì nó cũng về nó làm 5 tháng sau lên 21%. Rồi bây giờ cũng là Emerald trong bên quay. Thấy không ạ? Ba của Châu, cán bộ thuế nhà nước. Em quay là cái gì? Tại sao mà kinh doanh mà không đóng thuế một bài? Tại sao mà kinh doanh mà không có kho hàng? Tại sao mà không có cửa hàng mà gọi là kinh doanh? Rồi làm sao mà gọi là kinh doanh lớn? Có mình mày làm mà ai gọi là kinh doanh lớn? Ông biết hay không biết, bây giờ cũng là founder Platinum rồi. Cho nhớ có một lần á, là có chú Lộc ở trong Bình Định á, chú gì, chú ông nhà báo gì đó, anh Cưng, ông Lộc á, ông đi ra nhà Châu chơi, ông đi với anh Cưng đi ra nhà Châu giống như tìm hiểu coi thực đai binh là có thiệt không này kia đó, biết không? Ông ra ông gặp ba Châu. Ba Châu biết nói sao vậy, ông bỏ ông quay công ty. Cái lần mà đi du lịch này, cái Châu đi vô Bình Định á, chia sẻ thì bữa đó ông đi. Ông đi cái ông nói của Châu, sao kỳ vậy? Hỏi sao kỳ chú? Ba cô đó, tôi ra đó, ông nói với tôi là cái này làm không có được đâu. Ba cô nói với tôi là em quay làm không có được đâu. Và sao bây giờ ông đi du lịch làm sao? Ông nói vậy cho nên tôi về tôi không có làm nữa. Và sao bây giờ ông đi du lịch là sao? Nói, ông nói dở ngài bị chú tình gì? Người ta nói gì, người ta đâu có chịu trách nhiệm với cái lời của họ đâu. Đúng không ạ? Cuộc sống của mình ai phải là người chịu trách nhiệm các chị? Người ta nói người ta không có chịu trách nhiệm gì hết á. Được, mình có làm hay không làm cũng chả có ảnh hưởng gì tới người ta. Nhưng mà các chị không làm thì ảnh hưởng tới cuộc sống của các chị. Đúng không ạ? Em gái Châu là bây giờ hủy hồ sơ đi Mỹ. Ở nhà coi như mất 15.000 đô. Lãnh sự quán Mỹ nó gửi giấy tờ tới, nó kêu mấy lần á, đi làm hoàn tất thủ tục này kia đó. Thôi, ở nhà làm bên quay. Đi qua Mỹ đi chơi rồi về, ở bên đó đi cày làm gì, đúng không? Càng ngày đi càng đông. Cả gia đình cùng đi chơi với nhau. Cho nhớ là có bữa đi trong cái lâu đài Osaka, đẹp vô cùng, lá vàng, lá đỏ, mùa thu mà. Cái Châu thích ăn kem lắm, Châu cứ đi mua hai cây kem cà xanh, Châu một cây, ba một cây, đi, vậy đi vậy. Ba Châu nói, không ngờ là trên đời có cái cảnh nó đẹp còn hơn thiên đường. Không biết ông thấy thiên đường ở đâu, không biết, nhưng mà ông thấy có cảnh còn đẹp hơn thiên đường. Mình nói là, Châu nói gì hết mà mình cảm thấy rất là sướng các chị, cảm thấy là những cái gì
gì mà mình vất vả mình làm này kia đó nó trôi đi hết luôn. Rồi lúc mà Châu làm em quay á, rủ em gái làm, ba má cũng cản nó là để cho em nó đi Mỹ để nó già đã tốn công tốn sức tốn tiền tốn của, bây giờ không đi rồi phụ lòng người này người nọ cho nên là phải đi. Rồi Châu thì nhất quyết rủ nó làm em quay cho tới khi mà nó đám hỏi xong rồi nó sinh con. Cái có một bữa ba Châu á, ông tưng tưng vô cái ông tới ông vỗ vai mượn nó cảm ơn con gái lớn, nhờ con gái lớn mà giờ gia đình mình vui vậy. Anh chị biết không, nếu không làm em quay Châu ở Sài Gòn, ba má ở ngoài kia, em gái đi qua Mỹ sống, các chị thấy buồn không? Mà Châu với anh Hùng chưa có con. Nếu mà em Châu nó đi qua bên đó mà nó lấy chồng, nó đẻ ba bốn đứa con gì bên đó, mình cũng nhà mình cũng có con nít luôn. Cho nên là bây giờ nhờ em quay mà cả gia đình Châu có cuộc sống mà có thể không phải là giàu có như những cái người khác đâu các chị. Công việc của mình nó không phải giàu, tiền đứt đố đổ bách đâu, nhưng nó có một cái sự đảm bảo và mình có thể có được cái cuộc sống theo cái ý mình mong muốn. Các chị biết không, ước mơ tùm lum á, nhưng mà Châu có một cái ước mơ, bây giờ Châu gói lại một câu rất là đơn giản, không biết các anh chị có giống ước mơ giống vậy không? Muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, muốn người ta có cái gì mình có cái đó. Các anh chị muốn vậy không? Có. Các anh chị nghĩ cuộc sống này có phải cái muốn vậy vậy không? Đi du lịch với em quay, các anh chị có quên cái bóp ở nhà cũng không sao, em quay cho tiền tiêu xài miễn phí. À, cái này là ở khách sạn em quay nè các anh chị, lúc mà năm 2014 à đi Mỹ à, kỷ niệm 5 năm thành lập em quay đó, tất cả Diamond là được đi Mỹ và tụi Châu ở lại khách sạn của em quay đi chơi trên thuyền Michigan này, tất cả các Diamond nè các anh chị, tuyệt vời không? Cứ nói ông baby nghe các anh chị, ngày nào cũng nói đây là trụ sở tập đoàn em quay à, thành lập từ năm 1959 tại Adam Michigan Mỹ, các anh chị nói đi cho tới khi nào tới đây thôi được không? Chụp hình với ông Doug DeVos là tổng giám đốc em quay toàn cầu, ông Jim Payne là phó chủ tịch tập đoàn em quay toàn cầu và ông ở giữa là tổng giám đốc cũ của em quay Việt Nam, ông Hao Cam Chong. Chụp hình sao không để ý, về nhà mới ngó lại trời ơi sao mấy ông đứng mình ngồi. Nếu mà mình đi làm thuê các chị có cửa bắt tay, có cửa gặp mấy ông không? Không bao giờ. Nhưng ở đây mình với em quay là đối tác. Châu nhớ trong cái bữa ở Mỹ các chị cùng cái buổi họp nhỏ gặp giữa các nhà phân phối với lại ông Doug DeVos, ông nói vậy nè: cha của chúng tôi á, xây dựng em quay là để lại cho đời con đời cháu, chúng tôi cũng tiếp tục kế nghiệp cái em quay này cũng làm để mà vì đời con đời cháu của chúng tôi và cũng hy vọng rằng các anh chị cũng làm để vì đời con đời cháu của mình. Chúng tôi, chúng ta là đối tác, mình cùng hợp tác với nhau, chúng tôi hỗ trợ đứng đằng sau các anh chị nghiên cứu sản phẩm, làm tất cả mọi việc, các anh chị chỉ là cái người mà ra thị trường làm việc và phải tuân thủ quy tắc ứng xử, phải làm đúng, bởi vì chúng ta cùng mong muốn cái kinh doanh phát triển lâu bền để lại cho đời con đời cháu của mình. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Đó là cái lời cam kết của đối tác mình các anh chị, cho nên là rất là tin tưởng. Lên Diamond có hình ảnh của mình bên Mỹ á, rồi tụi Châu đi chơi, đi thăm viện nghiên cứu Nutrilite, đi vô trong đó coi thử cái viên Nutrilite sản xuất làm sao. Cho nên là các anh chị đó là nào thấy mới tin. Nhưng mà các anh chị nghĩ coi, nếu mà mình chờ thấy rồi mới tin thì làm sao mà đi qua tới đây được, đúng không? Đó. Mình phải tin trước rồi mình mới thấy, càng thấy càng tin càng làm, đúng không ạ? Cho nên ngày xưa Châu cũng đâu có phải là anh Bình rồi tất cả các anh chị lãnh đạo đây, rõ ràng là mình cũng là bắt đầu từ cái niềm tin thôi và các anh chị cũng vậy. Nếu mà các anh chị tin rồi, các anh chị có động lực, có ước mơ, bắt tay nhau làm với cái cơ hội này. Rồi đi Hàn Quốc, đi câu cá. Anh Bình đó. Đây là đội nhóm của mình năm rồi đi mê bên các anh chị, 20 mấy người luôn. Đúng không? Chỉ cần một mình các anh chị làm và đội nhóm các chị 20 mấy người đi, mà các chị tưởng tượng trong đây bao nhiêu người, mỗi người 10 mấy 20 người, thì các chị tưởng tượng thử em quay phải chuẩn bị như thế nào. Năm tới là cái du thuyền của Alaska các chị không có giới hạn, khoảng 4-5 ngàn người lận, cho nên các chị vô tư bảo trợ, vô tư mà rủ người cùng đi Alaska với mình được không ạ? À? Không có hạn ngạch. À, này đi New Zealand, nhảy bungee các chị, các chị biết chơi cái trò nhảy bungee này không? Các chị biết cái nhảy bungee không? Nhảy bungee là đứng trên cái cầu cao xong rồi người ta cột cái chân mình vô trong cái
cái giày gì giống như bằng cao su á, xong rồi mình nhảy xuống từ trên cao 310 mấy mét các chị. Đây là cái điểm nhảy bungee đầu tiên trên thế giới luôn. New Zealand là đất nước mà rất là nổi tiếng về cái đòi nhảy bungee. Thì em quay khuyến khích tất cả nhà phân phối đều chơi. Ở nhà mỗi lần mà nghĩ tới cái đó là đã cái tim mình nó đập thình thình rồi, không dám nghĩ tới nữa. Nhưng mà gần tới ngày đi cái mình nghĩ thôi để mình nhảy cái rồi mình về mình cho tiếng dưới mình coi. Và mình mà sợ như vậy thì nhất mình phải làm bằng được. Nhưng mà tới cái bữa mà gần đi á chị, tức là cực ngày mà cái ngày mà ngày mai đi á, thì cái nhân viên du lịch của em quay mới đưa cho mỗi người một tờ giấy ghi làm tờ miễn trừ trách nhiệm á, cái tên tuổi này kia, tôi cam kết là nếu mà lại có chuyện gì xảy ra thì không kiện cáo lung tung, ví dụ vậy đó. Cái là hỏi cái tờ này để làm gì, cái nói tờ này còn phía chân mình á, lúc mình nhảy thì biết người hàng của ai vậy đó. Nghe xong vậy cái thấy lỡ ớ rồi. Cái tới ngày hôm sau á chị, lúc mà tới cái chỗ này nè thì lúc mà mọi người xuống xe là đi vô đăng ký, thì Châu á trước đó là cũng đã đăng ký trên xe rồi, nhưng mà Châu muốn chạy ra coi thì cái chỗ đó sao, cái ra đứng mà dòm từ trên xuống dưới, cảnh đẹp vô cùng các chị. Đây là cái cầu, ở dưới là một cái vực sâu thâm thẳm luôn, ở dưới là nước xanh biếc, còn hai bên bờ là cây cỏ mà nó đang chuyển mùa thu á, lá vàng lá đỏ đẹp vô cùng. Nhưng mà nhìn xuống cái bụng mình tự nhiên nó cứ quéo hết lại. nó quắn quéo hết lại và cảm giác giống như là không thể chịu nổi luôn, chạy vô trong. Và Châu tránh xa cái chỗ mà người ta đang đăng ký á. Cái ai cũng hỏi là chơi không thì Châu không có nói gì hết, Châu cứ né ra. Một hồi cho mọi người đăng ký hết thì cho người ta có tinh thần, chứ mình nó nghĩ người ta sợ, người ta nghĩ theo sao. Cuối cùng là lên trên đó và nhảy. Châu nhìn người ta nhảy là bụng mình cũng ruột gan này kia là thôi, không còn. Anh hùng là phải có người đẩy phụ. Nóng cái lưng quần đẩy phụ. Có người à, chị Phúc á, ra cột chân vô rồi ra đứng bảy chào chụp hình này kia, xong xuôi ngồi thụp xuống bò vô. Nhưng mà đứng đó một hồi lại ra chơi tiếp đó chị, vượt qua được nỗi sợ. Tại nhìn xuống dưới đó chị biết không, 300 mấy mét, nó giống như cái tòa nhà mà 15 tầng á, cái chị nhìn xuống á, cái cảm giác rất là kinh khủng. Châu rất là đẻ những người chơi, cô Mai chú Hai 60 mấy tuổi đó các chị, chơi luôn, nhảy luôn, mà nhảy riêng không nhảy cặp đâu. Châu nghĩ nếu mà ai chơi được cái này chắc hết sợ gì luôn, mà Châu bữa đó không chơi cho nên còn sợ. Cho nên những điều tốt đẹp nhất trên đời chỉ dành cho người muốn có nó mà thôi. Rồi đi đua xe chạy 360 cây số giờ. Cái này là cuộc sống của Châu với Hùng. Châu với anh Hùng hay nói là nếu mà bây giờ mà đụng cái thời xưa là hai vợ chồng tôi mỗi người con ngựa dắt cái tay nải đi giang hồ nào. Nhưng mà do nó không phải hồi xưa cho nên bây giờ ngựa không thể đi được, nên là bằng phương tiện gì cũng được, nói chung là sống kiểu muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, con cái không có cho nên cũng tự do. Đi chơi này là Châu rất là mê đi phượt các anh chị, đi bụi đó, đi chơi mà kiểu tự do mình đi á, chứ không phải là đi tour. Đi với em quay lúc nào đi tour cũng sướng lắm các chị. Năm sau mọi thứ là không cần phải lo cái gì, cái gì tốt nhất là em quay dành cho mình. Nhưng mà Châu á, đi với em quay xong sướng đã đời đi rồi, mình chịu chơi theo cái kiểu của mình. Giờ là vậy đó, lâu lâu chui qua Lào, đi qua Thái vòng 10 ngày, đi 2 ngày ngồi trên cái thuyền từ sông Mekong dọc từ Tam Giác Vàng đi về Luang Prabang, ở lại Luang Prabang chơi tiếp rồi leo lên Sà Rò đi tiếp, đi về cửa khẩu Nậm Cắn Diễn Châu Nghệ An đi về. 10 ngày đi chơi không tắt điện thoại, không ai biết mình đã đâu hết trơn. Cuộc sống đó là cuộc sống mình yêu thích các anh chị. Nhưng mà các anh chị có thể ví dụ các anh chị thích là thích đi du lịch kiểu sang trọng, hay là các anh chị thích mặc đồ đẹp, các anh chị thích mua hàng hiệu, thì các anh chị làm em quay và thực hiện theo cái phong cách mình muốn. Còn cái này là tại cái này là của Châu, còn nếu mà các chị thích giống Châu thì nhập bọn, đúng không? Vậy đó. Trời ơi, còn nhiều nơi cảnh đẹp lắm các anh chị, đẹp lắm. Cái này cái mặt hình nó không được đẹp mà các anh chị mà thấy hình đẹp là rụng tim luôn. Các anh chị biết cái hình này ở đâu không? Ở Hà Giang mình á. Các anh chị đi Hà Giang tháng 10, tháng 11 á, hoa Tam Giác Mạch nè, trong nguyên đá Đồng Văn nè, các anh chị tới đó là đẹp vô cùng luôn. Các anh chị có thể tổ chức đám cưới lại.
này là mặc đồ của người dân tộc đó các chị, người người Mông, người Dao chị nó quên rồi. À, à, giả bộ cô gái, thổ thèn cô gái đúng không? À, rồi lâu lâu là dắt lều, có khi là trong nhà Châu có một cái bãi cỏ rộng, có khi thì mình tự dắt lều ra sân mình ngủ, mà mình ngủ mình nó cũng kỳ quá, thế là rủ bạn về nhà cắm lều ngủ chung. À, rồi có khi thì đi tới cái chỗ nào đó ít người biết, cảnh đẹp, cắm lều, cắm trại ngủ lại với nhau, xong rồi là đem đồ ăn thức uống đi, mình tự chuẩn bị. Đi là đi tới là coi như là không để lại gì ngoài những bước chân, đi lấy đi chỉ những tấm ảnh thôi, vậy đó các anh chị, rất là hay. Và Châu với anh Hùng là cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ. Châu không có nói về cái chuyện là mình khoe khoang cái chuyện mình giàu có hay gì các anh chị, nhưng mà làm em quay chỉ trong 4 năm thực sự nỗ lực, và mình có cái cuộc sống mà mình có sẽ sống theo cái ý muốn của mình. À, mình có thể giúp đỡ ai đó hay làm cái gì đó theo cái ý mình đều được. Và Châu cảm thấy càng ngày hai vợ chồng Châu á, Châu nghĩ rằng trước đây nếu mà không có em quay bây giờ không biết có hạnh phúc được như bây giờ không. Nhưng mà càng ngày làm em quay với chị, hai vợ chồng càng vui vẻ, càng hạnh phúc. Tại sao? Tại chung một công việc, cái gì cũng có thể nói chuyện được với nhau hết. Rồi cái quan điểm sống ở trong em quay các chị thấy không, nó ngoài cái chuyện tiền bạc ra mình còn trưởng thành, mình còn nhiều cái mình suy nghĩ, mình hiểu được bản thân, mình hiểu được người khác, nó rất là hay. Cho nên là Châu cảm nhận được mỗi ngày ở trong em quay mình không phải là đang làm việc các chị, mà mình đang sống, và cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Và Châu tin rằng là tất cả các anh chị ai cũng mong muốn mình có cuộc sống tự do, đúng không? Đúng. Không trên không dưới gì hết trơn, mình là mình kiểm soát cuộc sống của chính mình. Cái thân xác này, hơi thở này, thời gian này, sức khỏe này là của mình, đúng không các anh chị? Đúng. Ngày mai các anh Châu sẽ chia sẻ các chị cái cách làm thế nào để có thể thành công trong quay. Các anh chị sẽ ở lại với ngày mai không? Cùng nhau đi Alaska năm tới. Đừng không ạ.